Hiện tại em báo đang hỗ trợ quý anh chị đầu tư bằng cách lập các nhóm cư dân gồm có Sun Group Sầm Sơn và Sun Beauty Onsen sẽ hỗ trợ các thành viên trong nhóm cập nhật tiến độ dự án, thông tin chính xác và thông tin trái chiều, tư vấn chuyển nhượng mua và bán hợp lý. Để được thêm vào nhóm vui lòng liên hệ hoặc nhắn tin vào Zalo 08233194465 gặp em Trọng Báo. Em báo kính chào quý anh chị đầu tư. Video này em xin được giới thiệu về tiến độ dự án Sun Beauty Onsen Quảng Yên tháng 2 năm 2023. Tên thương mại: Sun Beauty Onsen. Chủ đầu tư: Tập đoàn Sun Group. Quy mô: 99,52 ha. Vị trí: Quốc lộ 45, xã Quảng Yên, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Loại hình biệt thự: đơn lập, song lập, tứ lập, shop house thương mại, căn hộ chung cư cao cấp. Hình thức sở hữu: sổ đỏ lâu dài, vĩnh viễn. Tiêu chuẩn bàn giao: full nội thất cao cấp 5 sao theo tiêu chuẩn biệt thự nghỉ dưỡng khoáng nóng onsen Nhật Bản. Tiện ích: nhà hàng, clubhouse, quảng trường, khu vực triển lãm, suối cảnh quan, công viên văn hóa Edo, bể tắm nóng ngoài trời. Quản lý vận hành: tiêu chuẩn 5 sao bởi Sun Property Management, một thành viên của tập đoàn Sun Group. Giá bán: shop house từ 10 đến 19 tỷ, song lập từ 25 đến 28 tỷ đơn lập thường, 32 đến 38 tỷ đơn lập đặc biệt, 50 đến 70 tỷ, chia sẻ lợi nhuận với chương trình cho thuê lại biệt thự. Vị trí Sun Beauty Onsen: tọa lạc giữa trung tâm thị trấn nghỉ dưỡng phong cách Nhật Bản tại xã Quảng Yên, Quảng Xương, Thanh Hóa. Sun Beauty Onsen nắm giữ vị trí thuận lợi, kết nối thuận tiện qua đường duyên hải với các khu vực khác tại Thanh Hóa và các tỉnh thành lân cận. Trong tương lai, chủ nhân tương lai của Sun Beauty Onsen có thể kết nối dễ dàng hơn với các khu vực lân cận với đường cao tốc Ninh Bình, Thanh Hóa và chỉ mất chưa đến 1,5 giờ di chuyển về Hà Nội. Cách quần thể nghỉ dưỡng ven biển Sun Group Sầm Sơn 15 km về phía đông, cách thành phố Thanh Hóa 8 km về phía bắc, cách thị trấn huyện Quảng Xương 5 km về phía đông, cách quần thể nghỉ dưỡng Sun Group Bến En thuộc vườn quốc gia Bến En huyện Như Thanh 23 km về phía tây. Đây chính là thiết kế đơn lập, thiết kế xây dựng 2 tầng, có diện tích trên 300m², hoàn thiện mặt ngoài và nội thất, biệt thự nghỉ dưỡng đặc biệt với nguồn khoáng nóng thiên nhiên được dẫn đến từng căn. Tùy từng loại hình villa sẽ có thêm các tiện ích như: nước khoáng được dẫn vào phòng ngủ master, bể ngâm khoáng nóng, phòng sông nóng, sông lạnh, bể onsen ngoài trời, phòng massage, vườn Nhật. Trong thời gian tới, du lịch nghỉ dưỡng thông thường sẽ được xoán ngôi bởi du lịch nghỉ dưỡng chăm sóc sức khỏe. Ống nước dẫn khoáng đang được chủ đầu tư gấp rút hoàn thiện để dẫn vào từng căn biệt thự, là nguồn khoáng tự nhiên được khoan dưới độ sâu hàng trăm mét. Về kiến trúc, quần thể nghỉ dưỡng khoáng nóng sở hữu lối kiến trúc Nhật Bản đặc trưng. Sun Beauty Onsen sẽ tái hiện nét đẹp văn hóa xứ sở Phủ Tang thời kỳ Hoàng Kim, đưa du khách về với nền văn hóa Kyoto, văn hóa Edo, văn hóa tắm onsen. Du khách đến đây có thể hóa thân thành những thương nhân, samurai hay seiha, tản bộ trong các khu chợ thành thị hàng trăm năm trước hay đầm mình xuống những bể khoáng nóng để cải thiện sức khỏe. Sở hữu nguồn khoáng tự nhiên với hàm lượng khoáng chất đảm bảo chuẩn onsen Nhật Bản và đặc biệt chứa H2SiO3 có tác dụng làm đẹp làn da, từ đó cải thiện sắc diện của người tắm, hỗ trợ điều trị các bệnh tiêu hóa mãn tính, tiểu đường, cao huyết áp, xơ vữa động mạch, giảm đau, trấn an tinh thần, tốt cho hệ thần kinh. Nước có tính axit nhẹ, pH 7, có thể điều trị các bệnh mãn tính về da, tiêu hóa tính. Tổng khoáng hòa tan không phải khí vượt 1.000mg trên 1kg cùng hàm lượng L. Tiện ích Sun Beauty Onsen Quảng Yên. Quần thể khoáng nóng Sun Beauty Onsen Quảng Yên phát triển dựa trên câu chuyện văn hóa Nhật Bản, lấy cảm hứng từ văn hóa Tokyo và văn hóa Edo. Dự án do tập đoàn Sun Group xây dựng trọn vẹn với hệ sinh thái tiện ích gồm: khu suối khoáng nóng Onsen Quảng Yên, công viên Park Onsen 10,37 ha, trung tâm ẩm thực Nhật Bản 6,5 ha,
khu 8 Vip Onsen 13,55 ha, khu công trình vườn Nhật Kaijuhikien, công viên văn hóa Edo Culture, khu phố chợ ẩm thực thương mại Nhật Bản, khu Shop House Kyoto. Bên cạnh đó không thể không kể tới hệ thống tiện ích thiết yếu đa dạng như trung tâm hội nghị, trường mầm non, nhà hàng, quảng trường, suối cảnh quan, mang đến cho cư dân không gian nghỉ dưỡng đẳng cấp với trải nghiệm chăm sóc trọn vẹn thể chất, tinh thần. Đây chính là thiết kế song lập, xây dựng 2 tầng, có diện tích trên 200m², hoàn thiện mặt ngoài và nội thất bên trong, chủ đầu tư cam kết hỗ trợ thuê lại từ 5 đến 10 năm chia sẻ lợi nhuận với khách hàng. Mặt bằng Sun Beauty Onsen. Lấy ý tưởng từ cảm hứng văn hóa đỉnh cao của Nhật Bản là Kyoto, văn hóa của quý tộc và Edo, văn hóa của samurai và thương nhân, dự án Sun Beauty Onsen được kỳ vọng sẽ thúc đẩy dịch vụ giải trí văn hóa Nhật Bản, hình thành các nhóm nhà ở để đưa cuộc sống, không gian sinh hoạt của người Nhật Bản đến thị trường thanh hóa để gần với du khách. Em báo cảm ơn quý anh chị đã theo dõi hết video, nhớ ấn nút đăng ký kênh, like và chia sẻ để ủng hộ em ra những video tiến độ mới nhất nhé. Hiện tại em báo đang hỗ trợ quý anh chị đầu tư bằng cách lập các nhóm cư dân gồm có Sun Group Sầm Sơn và Sun Beauty Onsen sẽ hỗ trợ các thành viên trong nhóm cập nhật tiến độ dự án, thông tin chính xác và thông tin trái chiều, tư vấn chuyển nhượng mua và bán hợp lý. Để được thêm vào nhóm vui lòng liên hệ hoặc nhắn tin vào Zalo 08233 194 65 gặp em Trọng Báo.